cho các em như nhạc sĩ Trương Quang Lục, Hà Hải, Hùng Văn, Lê Văn Cầu, Hoàng Lương. Thấy Hải Phòng đối với tôi có một cái duyên nợ rất là gắn bó. Đó là tình cảm riêng tư, nhưng còn đối với thiếu nhi thì nó là một có một cái tình cảm khác mà trong sáng, mà nó để thể hiện bằng cái bài hát của tôi. Bên cạnh đó, đông đảo các em thiếu nhi đã được giao lưu, trò chuyện với các nhạc sĩ Nguyễn Hà Hải, nhạc sĩ Lê Xuân Hòa, nhạc sĩ Trương Quang Lục. Các nhạc sĩ đã chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác, cũng như những kỷ niệm và cảm hứng khi sáng tác các ca khúc viết về thiếu nhi. Những ca từ trong sáng, hồn nhiên trong các sáng tác của các nhạc sĩ đã giúp thiếu nhi thêm yêu cuộc sống, yêu quê hương, đất nước và có thêm động lực để cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích. Chia sẻ với các bạn thiếu nhi tại chương trình, nhạc sĩ Trương Quang Lục cho biết, trong suốt cuộc đời công tác của mình, cho tới nay, ông đã viết được hơn 500 tác phẩm âm nhạc, trong đó có đến hơn 300 ca khúc ông viết dành cho thiếu nhi, như Trái đất này là của chúng mình, Màu mực tím, Chỉ có một trên đời và Hoa xuân đất nước. Từng ca khúc đã chắp cánh, nuôi dưỡng, ghi sâu trong tâm hồn bao thế hệ tuổi thơ Việt Nam. Thích nhất bài Trái đất này của chúng mình, nhạc sĩ Trương Quang Lục, vì nhạc sĩ Trương Quang Lục viết bài hát này rất có ý nghĩa cho thiếu nhi, vì ca ngợi trái đất chúng ta và cái tình cảm của các bạn thiếu nhi dành cho trái đất. Hào lạc măng non vươn lên từ khắp mọi miền đất nước anh hùng.